nó đôi được bắt tôi cậu, đôi được bắt tôi, tôi tha tôi đi cậu. Bị đầu rồi nó lấy tôi rồi nó bỏ tôi, rồi nó bỏ rồi ôm con nuôi rồi khổ quá. Xin chào cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại thì BB đang có mặt ở tuyến đường và Phạm Văn Đồng. Thì hôm nay thì BB bất ngờ gặp một người cô đang ngồi xin tiền để BB tìm hiểu cho cả nhà xem. Thì vì thấy cô tàu của cả nhà, nhưng mà cả nhà với cô BB à. Con chào cô nha. Sao con ngồi ở đây? Sao cô nói sao? Cô đừng bắt tôi cậu ơi. Sao cô sợ bắt rồi sao? Hả? Sao cô sợ bắt? Bắt đừng ra nuôi con của cậu ơi. Hả? Cậu đừng nuôi bắt nuôi con tôi. Sao cô sợ bác? Đừng bắt tôi nuôi con của cậu ơi. Con nuôi con, con nuôi con. Đúng rồi, giờ bây giờ con có mấy người con? Có một đứa à? Con mấy tuổi rồi mà sao nuôi con? Cô bệnh gì mà cô ra cái đầu tóc cô đâu mà bị vậy cô? Mấy cú. Cậu ơi đừng bắt tôi đi. Con không có bắt ngồi. Hả? Đừng bắt tôi để tôi nuôi con của cậu. Chứ ngồi xin vậy khổ quá sao? Con đi về. Con không bắt đâu. Cậu ơi. Nhưng mà cái đầu tóc ngồi bị gì? Bị mái dệt. Mái dệt giờ đúng không? Bị lâu chưa? Bị đây cũng bị 23 tuổi. À. Năm 23 tuổi. Năm 23 tuổi mà sao dạ. Giờ còn lỡ quá như sao vậy? Nó bị da đầu á. À nó bị da đầu. Dạ. Nhưng mà cái này là bị lỡ rồi ngồi hả? Dạ. Cậu ơi tha tôi. Đừng bắt tôi cậu. Nếu mà quý vị cần cái sản phẩm nước cốt nhào trị mất ngủ, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gói, đau thần kinh tọa, các vấn đề liên quan tới đau nhức, nhức mỏi, tiểu đường, dạ dày, tá tràng, đau bao tử nha quý vị. Ngoài ra trị nhiễm mỡ rung máu nha quý vị. Không có không bắt ngồi đâu. Cậu ơi. Không bắt cô đâu. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô tên gì? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi 55 tuổi rồi. Cô quê cô ở đâu? Tôi có quê tôi ở thành phố từ nhỏ lớn giờ. Rồi mẹ tôi chết hết rồi. Tôi tên là Nga. Cô Nga. Dạ. Cô Nga bị năm 23 tuổi cô Nga. Năm 23 tuổi. Hồi đó tôi có chồng. Mà lúc tôi bị đầu rồi nó lấy tôi rồi nó bỏ tôi. Dạ. Rồi nó bỏ rồi ôm con nuôi rồi khổ quá. Giờ không có tiền nhà. Lúc cô 23 tuổi là cô có chồng rồi. Cô không. Tôi chưa có chồng. Năm 41 tuổi mới cô có chồng. Lúc đó bị rồi ai dám cưới? Không có cưới, lấy đại rồi nó mang cái bầu rồi tôi đẻ tôi nuôi con tôi. Rồi, là có bầu là mang bầu đẻ đi nuôi chứ không có cưới hỏi gì hết đúng không? Rồi bỏ đi đúng không? Dạ. Con đẻ là 40 tuổi. Dạ. À. Cậu ơi đừng bắt tôi cậu. Con bắt ngập cô đâu, con đâu phải công an đâu bác. Cậu đừng bắt tôi nuôi con của cậu ơi, mẹ của con tôi mới đi kiếm tiền tôi đóng tiền nhà để tôi ở cậu. Tôi chỉ nhà cậu cho cậu coi. Nhà. Tôi có nói láo đâu, tôi mướn nhà người ta. Nhưng mà nhà cô ở đâu? Mướn. Ở đâu? Ở sao lại nắm tay con nắm hoài vậy? Cậu ơi, đâu được bắt tôi cậu. Cậu được bắt tôi tha tôi đi cậu. Con không bắt ngồi. Không có cô đâu. Cậu tha tôi đi cậu. Đây cả nhà, đem thuốc vậy? Dạ. Cậu ơi, đừng bắt tôi cậu ơi. Con không có bắt đâu. Cậu ơi, tha tôi đi cậu. Cậu tha tôi đi. Con đâu có phải công an đâu bác, cô làm gì? Cô đừng bắt tôi nuôi con của cậu không? Cô nói to lên con nghe đi. Đâu cho tôi đi về đi, giờ mình bắt tôi khổ lắm cậu. Dạ. Tôi không bán nữa đâu cậu. Tôi bỏ, tôi về tôi bán số lại. Cho con nói lại lần nữa nha. Dạ. Con không phải là công an. Con làm việc gì thôi. Bắt đầu lúc hồi xưa. Vâng ạ. Tôi đi bên Kim Chỉ. Dạ. Kim Chỉ mất tháng mà tôi đi khổ, mua đứa con ra đó. Dạ. Tôi đi không được cái ấy nó bơ trắng cho cái vết mổ. Ở bên quận tư á cậu, nó lường gạt quá, tôi sợ quá. Tôi đã nhận tiền nổi. Bây giờ đóng nhà nữa, rồi tôi đi bán cái số tiếp. Hồi xưa dắt đứa con đi bán nữa, đứa con giờ nó ở nhà. Nhà cậu dịch rồi khổ, một mẹ một con nữa khổ, con nó bệnh một cái chết, thà là mình chết chứ để con nó chết, con khổ lắm cậu ơi. Thật sự khi mà con thấy cô à, cô bị quá trình như vậy là suốt 23 năm, đến cô 55 tuổi rồi, thì Suốt quá trình đó thì cô trải qua rất nhiều đau đớn, đến bây giờ vẫn còn hành hạ cô hàng đêm luôn. Tay của cô cũng bị mất luôn cả nhà, đây lỗ tai của cô cũng bị mất luôn rồi, và đầu tóc của cô là không thể mọc được nữa, không thể mọc được nữa tại vì lấy da đùi mình để lên mà. Nhưng... thì cậu cái lại có chỗ phường của tôi, cậu cứ nói đúng, tôi không có nói láo đâu cậu. Để con nói hết câu, mình không biết được sự thật hay không, nhưng mà trước mắt quý vị đây là một hoàn cảnh mà chứng kiến rõ ràng và thấy tóc cô hiện tại không còn nữa cả nhà. Và đây là một cái tai nạn, cô có thể kể lại quá trình tai nạn của cô cho cả nhà hiểu hơn về tại sao mà cô xảy ra như vậy cô hả? Dạ, tôi thò tay tôi bóc. Cô làm ở đâu? Tôi làm thương nhà ông bố. Dạ, nhà thương ông bố á. Dạ. Hồi xưa tôi về đi làm cổng về, rồi tôi cha mẹ khổ quá già cả rồi, tôi mới đi làm mà đó làm có chưa có được ngàn, 10 ngàn mà nó hiểu không? Cái 800 đồng rồi đó lớn lắm cậu. Dạ. Rồi ông sợ ổng đuổi, tôi mới nghĩ ổng đuổi rồi tiền đâu ai vô làm phụ nuôi mẹ. Dạ. Rồi tôi thò tay móc vô nó dưới cái kết nó giật cái đồ dây bịch mẹ kéo đi luôn. Kéo cô vô đồng hải luôn hả? Lúc đó cung tóc ra, cung tóc với chân tôi ra được. À cung tóc với chân tôi ra hả? Chứ không là cái máy nó đập tôi rồi mẹ sợ. Đau đớn lắm cả nhà ơi. Tôi làm nhà thương chợ rẫy 1 năm rưỡi trời. Dạ. Tôi đau lắm tối. Sao đau? Sao lại đau? Nó nhức cái tối, nó nhức lắm mấy cậu ơi. Cái này là sao cô? Nó lóc ra đùi đó, bắt lưng cho đùi tôi mà để cho nó làm đó cậu. Lóc mấy bên, lóc mấy bên? Lóc hết luôn. Lóc 2 bên để đắp lên như đầu luôn hả? Đây nữa nè cậu. Hiểu lắm cậu ơi, cậu tha tôi đi cậu. Không đợi tôi bắt, tôi chờ vậy cậu. Không, giờ con không có bác, con ở công an, con làm bệnh viện thôi. Đây cả nhà, cái hiện trạng bây giờ cô nó lỡ lét này cả nhà là nó bọng nước là sao cô? Ưới cô gãi hả? Bọng nước luôn cả nhà. Giờ chạm như đau cô? Nó dày vào năm này qua năm nọ. Tôi ở vậy hoài, tôi đợi vậy hoài luôn á cậu. Con ơi bác, con là thiền viện mà, con không có mang. Cô kể lại con quá trình mà cô bị người ta đánh là đánh như thế nào? Tôi đi nợ người ta về dịch đó, mà tôi không đi làm được. Tôi nói dịch rồi sao tôi đi làm được? Đó bệnh rồi không ai nuôi con, rồi nó nói quá mẹ tôi, trời ơi cho khổ quá mà đi đâu được. Rồi thôi giờ người ta cho được chục cái gạo lấy đi, quá bà nó kêu bà ăn bà xử bắn rồi con chừng cái lỗ mũi. À nó quánh lỗ mũi đó hả? Thuốc tôi đau quá chịu mổ từ nó đau đầu hoài à. Hả? Cô mượn nợ ở đâu? Mượn quá nó sớm á cậu. Nhưng mà cô đã góp hay sao? Giờ tôi góp nó. Góp được mấy năm rồi? Không, góp được 14 ngày rồi cậu. 14 ngày. Tôi mượn nó 5 triệu, tôi góp 14 ngày rồi. Thế sao kêu góp rồi lâu rồi? Tiền Hải Phòng gì nữa? Tiền Hải Phòng không hả? Tiền Hải Phòng là 5 triệu rồi. Hải Phòng đánh tôi đó rồi. Hải Phòng là sao? Hải Phòng là nghĩ Hải Phòng là sao? Thì đứng ngày 20 đó cậu. Rồi ta thấy dự hoàn cảnh kia ta. Ý là cô lúc đó con mượn bao nhiêu lên tiền? Tôi mượn có 5 triệu à. Con mượn Hải Phòng gì đó? Dạ đúng rồi. Rồi thằng đó có đánh, cái thằng Tường nó đánh mình. À, con mượn như vậy rồi tôi đóng tiền nhà tiền cửa. Hỏi cậu tôi đi bán cái số nhà 120 bạc sao tôi đủ rồi đi đấy rồi tôi giờ bữa nay tôi mới đi bắt đầu tôi đi kiếm tiền và tôi lấy cái số để tôi bán rồi tôi đi xin nữa cậu ơi được cậu ơi tha tôi đi. Cô bị bắt mấy lần rồi hả? Cô bị bắt mấy lần rồi? Chỉ 2 lần rồi cậu. 2 lần rồi ở phường ta coi lãnh về. Ở phường đã nói đã khổ quá rồi bị đặt cái nạn rồi con sợ là lang thang rồi giả dối hiểu không là lừa đảo. Thật sự đã thấy vậy bằng cảnh ra mấy bị máy cuốn rồi giấy tờ hộ khẩu rồi đầy đủ hết. Tôi có hộ khẩu đầy đủ hết cậu. Lúc đó thì cô bây giờ đến bây giờ thì cô đi xin việc cũng không có ai nhận được. Không đâu rồi, đi xin mấy người ta rửa chén rửa bát tao không có mướn đâu cậu. Sợ quá rồi thấy không mình mướn đâu. Tính mà thấy mình sợ quá đúng không? Biết thằng bệnh quá nè. ai muốn đâu cậu. Không, bây giờ như thế này, con làm nguyện thôi. Con giúp cho cô một ít. Cô theo ở đây xin cái gì cô xin thì chắc là vừa cũng biết cô rồi đúng không? Lâu con mới đi. Lâu mới đi. Cô đi nào mà rằm mà tôi mới dám đi giờ để kiếm tiền tí. Bữa nay ngày rằm này, bữa nay. Dạ, bữa nay là 15. Đậu luôn kênh thì tôi rất đậu về nhà tôi đàng hoàng, tôi muốn nhà đàng hoàng. Tôi không có nói láo, bữa nay rằng tôi mang cái tổ tôi đó tôi niệm Phật tu rồi, tôi niệm Phật. Niệm Phật tu sao nãy chữ thiệt? Đâu có, người ta chữ, tôi nói cho cậu nghe như vậy á. Dạ, chứ tôi không có chữ đâu. Tôi để niệm Phật để tôi mạnh võ tôi. Không có láo đâu cậu. Đây con gửi cho cô một ít tiền nha. Không, con gửi cho cô ít tiền. Con không biết cô có lừa lòng ai hay không. Con nói con nghe nè. Không tin thì con cho số điện thoại. Con không cần biết cô tin hay không. Con hay là con cũng không cần biết là để làm sao con tin. Dạ. Nhưng mà con nói con nghe như này, con thấy nước mắt con thấy nước số tôi đi. Rồi 12 Vĩnh Bình Thạnh. Rồi Vĩnh Tý. Rồi. Tôi không bao giờ. Nhưng mà con không có nghĩ cô như thế nào đâu. Không cần biết, con không cần biết. Ở đây nhưng mà cô nghe đó nè. Nhưng mà trước mắt con như này, cô ra đây xin tiền cũng có kiểm đã. Kiểm đã quá mình mới ra đây xin. Dạ, chứ thật sự đúng rồi cậu. Con thấy cô á, bây giờ như thế này, khuôn mặt cô như thế này rồi. Cái đầu tóc cô phần không có rồi. Họ thấy sợ, không dám nhận. Đúng rồi. Con thương cô cái là cô bị tai nạn, chứ không phải là cô dễ dời gì hết. Cái này là hình ảnh chân thật nhất. Con gửi cho cô đây là số tiền của chú anh chị Hồng Quân đến đây thực hiện làm việc của con. Gửi một ít tiền cho cô mua gì ăn đỡ nha. Rồi tôi cho số điện thoại cậu. Con lấy rồi. Cảm ơn cậu, đừng bắt tôi nha cậu. Tôi giờ tôi chuyển kiếm tiền tôi bán cái số rồi tôi về nha. Rồi. Cậu đừng bắt tôi nha. Rồi. Tôi chúc cậu hai cậu mạnh giỏi. Tôi năm nay là tôi 55 tuổi. Có đứa con 14 tuổi, số nhà Vườn Tý, phường 2, Vĩnh Bình Thạnh, số nhà 30. Bây giờ cô đi sức khỏe nha, cô đừng có lo. Cậu hai cậu mạnh giỏi đi. Đây là số tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước á, gửi tiền cho cô đây. Cảm ơn chúc anh chị ở Mạnh Thường Quân cho tụi mạnh giỏi để con tôi. Chúc cho mấy cô, mấy chú, mấy cậu mạnh giỏi. Tôi mạnh giỏi nữa cho con. Năm nay tôi 55 tuổi. Tôi nói đó với được năm nay là rằm 15 ăn chay niệm Phật. Rồi thôi con về nha. Cậu mạnh giỏi cho cậu. Dạ. Mạnh giỏi đáng tôi làm ăn có tiền có bạc. Mạnh giỏi cho mấy người nghèo. Trời ơi cậu. Thôi bây giờ không có gì hết, con không bắt gì con phải ngoan nha, đừng có sợ nha, giữ gìn sức khỏe nha. Thưa cả nhà, thì Bibi đang tìm đường đi làm công việc, đang chạy đến Đồng Nai để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Thì đi vô đây tính ăn sáng nhưng mà gặp cô, bất ngờ gặp cô như vậy, Bibi đến hỏi thăm, quay cho cả nhà xem và chứng kiến được cái cảnh ngộ của cô đã trải qua. Bây giờ cô vất vả phải nuôi con 14 tuổi, tên là Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh con trai rồi, tên Nguyễn Hoàng Anh hả? Tên là Nguyễn Hoàng Anh tự gì, nhỏ cháu nó thấy chồng bỏ, nó tập cái hận ba nó đó, tập tên rồi vậy á. Hận ba. Rồi phải mặc mẹ con tôi phải mổ vậy cậu ơi, cho tôi về tôi cũng nuôi suốt này. Tối nay là tiền nhà này cậu, cầu thương cậu tôi cũng tiền để tôi đóng tiền nhà, cậu ơi, tôi khổ quá vậy. Có tiền bán giấy số tôi phải đi làm, bữa nay là làm tôi mới kiếm tiền. Tôi muốn đến mà đâu cậu, tôi làm hai lần. Bây giờ không có tiền, bây giờ đủ tiền để trả phòng trọ chưa? Tiền chính là cậu. Con có nhiêu tiền rồi? Sáng giờ. Đây cả nhà, sáng giờ cô xin được này tiền. Xin được nhiều chưa? Có cấp có không? Tài nhỏ chắc là nó thêm, nó nhưng bây giờ đây từ đây chị xin đủ không? Tôi đi trưa tôi về à. Như gì hả? Về để mua nấu cơm cho con nó ăn. Dạ. Chứ ở nhà chị tôi biết không? Tôi biết nó Nó đi học không? Không, học được nữa, dịch rồi đâu có cho học. Học đi mất học. Dạ. Tôi đâu có tiền đâu. Bây giờ đi kiếm gì về mua cho con anh đóng tiền trọ. Cứ thôi coi gì đó. Tôi ăn chay được học. Rồi con chúc cô may mắn gặp nhiều cô chú mạnh thường quân đi trên đường này. Dạ. Giúp cô để ngày hôm nay cô đủ tiền trả nè. Trả cái gì con sẽ liên hệ với cô. Sao nhá. Cậu xin có bánh tiền không? Có bánh rồi. Cậu tên Bi. Bi hả? Dạ. Cảm ơn cậu. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Cậu giúp cho tôi để tôi đóng tiền nhà tôi. Rồi có gì con liên lạc cho nha. Dạ. Cái nhà 30. Dạ. Quận Tí, quận Bình Thạnh, phường 12. Dạ. Dạ cô cậu vô hỏi nhà bà Nga mà điện máy cuốn á là người ta biết liền à. Dạ. Dạ. Ta biết hết đó, ở đó ta biết hết, ta thấy gì còn cả cậu. Dạ, thôi con đi xin phép cô về, cô giữ sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cậu nha. Dạ, có gì không? Hai cậu mà hỏi nha. Dạ, tại thì anh em làm thiện nguyện bây giờ là sẽ có thể là bị khả năng bị đi tù nữa cả nhà. Thông tin đã có lên rất là nhiều kênh, cả nhà chắc hẳn biết rõ về điều này. Thật sự bây giờ chúng em làm thiện nguyện bây giờ phải thông báo rõ ràng đến chính quyền địa phương. Đó là trách nhiệm của mình luôn, giữa tạo sự tin tưởng của cô chú anh chị mạnh thường quân và sự tìm hiểu rõ ràng cái nguồn gốc người xin tiền họ này và những người khó khăn, thì mình đến phường mình có thể là biết được nguồn gốc của họ như thế nào. Thì bây giờ thì BB sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi BB sẽ tính tiếp cả nhà nhé. Và video đã dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của BB. Bye.